Chúng ta sẽ chiến đấu với nhau 100 câu. 100 câu trong phần 1.000 câu. Nhá, thầy vẫn dạy óp mà. Vẫn dạy óp. Vẫn dạy óp. Óp vẫn phải dạy chứ. Toàn đi dạy free thế này, dạy không dạy óp thì úp cháo à. Đúng không? Ok, câu số 1. Câu số 1 nhé các em. Nào. Mạnh mẽ nào. Hello, hello, hello. Chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với livestream 400 câu. Mục tiêu 8 cộng của thầy Minh Merlin. Thầy Minh Merlin đang chữa được một nửa cuốn sách 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết thay sai. Và bây giờ chúng ta sẽ chữa 100 câu đầu tiên ở trong phần 1.000 câu trắc nghiệm nhận biết thông hiểu. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học của thầy Minh Merlin. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tag cho thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây. Bởi vì đây là một buổi học free. Bởi vì cái việc mà các em comment đáp án và chia sẻ lại buổi học này chính là một cái nguồn động lực để thầy Minh có thể liên tục livestream và chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em từ nay cho đến ngày cuối cùng. Let's go. Công thức của canxi carbonate. Công thức của canxi carbonate CaCO3 C. Không ai sắt có số xóa dương 3 trong hóa chất nào sau đây? Dương 3. Đấy. C. Ấm luôn. Câu 3. Thủy phân este thu được ancol có công thức là C3H. C. Câu 4. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Câu 4 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Lưu ý nhá, không xảy ra phản ứng hóa học. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Nào, anh nào? Cu chắc chắn tác dụng với Cl2, đúng không? KS4 thì chắc chắn không phản ứng với NaNO3 rồi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đúng rồi, ăn chuối phát khỏe luôn. Cung cấp glucose vào. Cung cấp glucose mà. Rồi. Ấm chưa? Sao thầy lại chọn? Không xảy ra phản ứng hóa học mà. Đây thủy phân thu được C3 mắt. Cái gì thầy chọn? Đó. Có chỗ đó. Tiếp tục nha, câu 5 vẫn còn một quả, vẫn còn một quả để dành tự thưởng tí nó lại xong ăn. Câu 5, kim loại nào sau đây có khối lượng đường nhỏ nhất? Khối lượng đường nhỏ nhất là Li-ti. B bỏ. B bỏ. Ôi, còn 100 câu nữa thôi. Còn 100 câu nữa thôi. Câu 6, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Câu 6 ạ. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là anh nào? Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là anh HG, tồn tại điều kiện thường thể lỏng. Câu 7, chất béo là triete của glycerol với axit béo tristerin là C17H35CO tất cả 3 lần C35. C. Câu 8. Câu 8 ạ. X là một alpha amino acid cho 9 gam X phản ứng vừa đủ với KOH thu được 13,56 gam muối. Vậy ở đây ta sẽ tìm được số mol của amino acid bằng số mol của nhóm COH và bằng M muối trừ M amino acid chia cho đây là kali nên là chia cho 38 nhá. Vậy mình sẽ tìm được số mol của amino acid của mình bằng số mol của amino acid của mình bằng bao nhiêu này? 13,56 trừ đi 9 bằng chia 38 bằng số mol bằng 0,12. Vậy mình sẽ có phần tử khối là 9 chia cho 0,12 bằng 75. 75. Vậy thì amino acid của chúng ta nó chỉ có thể là anh nào? 75. Vậy thì amino acid của chúng ta nó chỉ có thể là glycine. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Ấm nhá. À, trừ 1 cộng với lại kali thì là 39 nhưng mà nó trừ đi 1H cộng với 39 nên là 38. Câu 9. Cho dãy các chất. Số chất trong dãy tác dụng với H là 4 loãng. AG không. Ta có 1, N2O là 2, NHCO3 là 3, ALH 3 lần là 4, 4 cháu. Đáp án đúng đáp án A kèm nhé. Đáp án chính xác đáp án này. Câu 10. Ở trạng thái cơ bản. Câu 10 ạ. Ở trạng thái cơ bản. Cấu hình E của nguyên tử natri là Z bằng 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, 3S1. Z ạ. 11. Chất nào sau đây là monosaccharide glucose? C. 12. Trong điều kiện tích hợp glucose liên men tạo thành C2H5OH và CO2. D. 13. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất gì ạ? 13. Các bạn ơi, các bạn comment đáp án thật nhiệt tình lên. Chiến đấu mạnh mẽ lên nào. Các em ơi. Đáng nhẽ 5 giờ thì mình phải đi dạy off. Nhưng thì mình cố gắng like hết cho ông ta đủ được KPI 400 câu. Rất mong muốn các bạn và các em ủng hộ thầy mình nhiệt tình hơn nữa bằng cách là comment đáp án và chia sẻ lại buổi học này. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em bởi vì đây là một buổi live free. Câu hỏi bạn. Polymer nào sau đây được ứng dụng làm chất dẻo? Chất dẻo thì nó là polyethylene, đúng không? Câu 14. Thủy phân 324 gam tinh bột. Thì tinh bột là C6H10. O5 số mol là 324 chia cho 162. Chịu rồi. Không nhận được. 324 chia 162 không nhận được. Chịu. 324 chia 162 như bằng 2 sao? Ừ đúng bằng 2.
Nếu sắp phản ứng là 75% là 0,15 thì thu được glucose là C6 H12O6 nhá. Đúng chưa? C6 H12O6 vậy thì nó sẽ là 2 nhân 0,15 nhỉ. 2 nhân 0,75 nhân 180 bằng 270. 270 gram đáp án đúng là đáp án B, bỏ kem nhá. B bỏ. Ok. Câu 15 ạ. Đốt cháy một mol C4H8O2 thì khối lượng nước thì anh này đốt cháy thì mình thu được CO2 H2O. Và bảo toàn H8 nhân 1 chia 2 thì bằng 4. 4 nhân với lại 18. 4832 72 gam C. 16. 16 ạ, 16 chọn đáp án gì ạ kem? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh ạ. Chiến đấu vì màu cờ nhá, chiến đấu để chiến thắng nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy mình. Hãy comment đáp án và chia sẻ lại buổi học này giúp thầy mình nhá. Các bạn chú ý rằng là hiện tại thì mình đang like cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai, và bây giờ thì thầy mình đang like cho chúng ta là bộ 100 câu trên 1000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy mình. Các bạn chú ý, nếu mà các bạn mà chưa có file, các bạn muốn lấy file thì bạn có thể lên trên fanpage thầy mình Mia Liên Hoa Học để lấy file. Và chú ý rằng là hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là thi, thì thầy mình tổ chức là 2 buổi live. Một buổi live là sáng sớm điện não vào lúc 5:15 mỗi buổi sáng, và một buổi live nữa là mega live vào hàng ngày và các buổi chiều để chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em ủng hộ thầy mình. Và tối mai thì chúng ta sẽ có sự tham gia của anh thủ khoa khối B, anh Bùi Đức Anh, vào chém gió cho các bạn và các em. Anh Bùi Đức Anh sẽ là học sinh của thầy, anh sẽ giúp các em tìm được cái cách nào làm sao mà làm được 32 câu trong 8 phút đầu tiên. Câu 16. Anhít được điều chế bằng phản ứng oxy hóa ancol nào sau đây? Thì là oxy hóa ancol bậc 1. A. 17. Công thức nào là công thức phân tử của fructose C6H12O6? C. C. 18. Axit acetic không phản ứng với chất nào sau đây? Không thì nó phản ứng với NaOH, phản ứng Na2CO3, phản ứng Na, không phản ứng NaCl. 19. Chất đích là một khí rất độc có thành phần của khí than, về nó là CO. 20. Natri clorua là muối chủ yếu tạo ra độ mặn của các đại dương, công thức của natri clorua NaCl. C. Câu 21. Kim loại không tan ở trong dịch H2O4 loãng, không tan trong dung dịch H2O4 loãng đó là CU. CU thì không tan nhá. 22. Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam Al. Tìm số mol Al thôi. 1,08 chia 27. Số mol Al chúng ta bằng 0,04. Thì thu được chất rắn là Al2O3. 0,4 chia 2 bảo toàn Al 0,02. 0,02 nhân 102. 102 bằng 4,08 gam. Đáp án đúng đáp án C. Các em nhé. Phải đề trên fanpage thì mình Mia Liên Hoa Học. Hai bạn. Thí nghiệm nào dưới đây không xảy ra phản ứng? Lưu ý nhé. Thí nghiệm nào dưới đây không xảy ra phản ứng? Bạc cộng phản ứng với Fe2 cộng. Có. Fe thì tác dụng HCl. Có. Al thì tan trong NaOH. Có. Fe thì không đẩy được ZN. Vậy không xảy ra phản ứng là đáp án gì? Câu 24. 24 đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. 24. Để khử mùi tanh của cá thì ta có thể rửa cá với giấm. 25. Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất được sử dụng làm dây tóc bóng đèn? Wolfram. 26. Số chất có công thức cấu tạo của dipeptidic tạo từ một gốc ala và một gốc gly. Công thức cấu tạo dipeptid ala gly và gly ala. Đúng chưa? Số công thức cấu tạo của dipeptid mạch hở được tạo bởi từ một gốc, đúng rồi. Hai cháu thôi. Đó đúng là đáp án D. Hai cháu. Ok ạ. 27. Kim loại nào sau đây nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số tất cả kim loại? Wolfram. 28. Chất nào sau đây không phản ứng với CH3COH? Không phản ứng nhá. Càng đấy. Anh này có tính bazơ để phản ứng này. Không phản ứng là gì ạ? Ia có tính axit. 29. Dung dịch nào có thể hòa tan được hợp kim AgZN? Lưu ý nhá. Dung dịch nào có thể hòa tan được hợp kim AgZNFeCu? Thế thì nó chỉ có HNO3 thôi. HNO3 hòa tan được hết, đúng không? Đưa lên số xóa cao nhất. 18 format. HCOO CH5. Đáp án đúng đáp án A. Câu 30. Câu 31. Thủy phân hoàn toàn mgan tristearin thì thu được glycerol, số mol glycerol là 0,1. Vậy số mol tristearin là 0,1. 0,1 nhân với lại 890 thì bằng 89. A. 32. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. X tạo thành iốt có màu xanh tím và X nó là tinh bột. B. Câu 33. Ôi dồi ôi, phải thật nhanh lên các em ơi, chậm thế. Chậm hơn cả thầy vậy. Các em không có chuối để ăn à? Chậm này không có chuối để ăn rồi, thầy còn một quả chuối nè. Thầy còn một quả chuối nè. Các bạn. Polymethyl mes acrylat được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Chất là methyl mes acrylat. À. Câu 34. Lên men mg glucose thành ancol nitrilic thu được số mol CO2 là 0,2. Vậy số mol glucose là 0,1.
Đúng chưa? Giá trị của M là 0,1 nhân với 180 thì bằng 18. Câu 34. Câu 34 ạ, phần 1000 ạ. Phần 1000 ạ, câu 34 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? Câu 35. Đun chất béo X với NaOH thu được natri oleat và glycerol. Vậy X chúng ta nó sẽ là triolein. Triolein là C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Câu 36. Câu 36 ạ. Nhớ follow thầy mình nhá để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào. Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol axit acetic. Anhydride acetic là CH3CHO. CH3CHO thì nó cho mình 2 3G. Cái này 0,1 thì này là 0,2. 0,2 nhân 108 bằng 21,6. Đáp án đúng đáp án B. 37 chất nào sau đây etin acetat? Etin acetat B. 38 dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần. Vậy đứng đầu tiên phải thằng có tính bazơ mạnh nhất. Bazơ mạnh nhất là CH3NH2 rồi đến NH3 rồi đến C6H5NH2. Nên đáp án đính chính xác của chúng ta là đáp án D. Mềm quá. Ok mềm. 39 ạ. Nhận xét nào sau đây không đúng? Thôi được rồi, chậm, chậm đây, chậm đây, chậm đây. Chậm. Đấy chậm. Hứa sẽ chậm. Hứa sẽ chậm. Nhận xét nào sau đây không đúng? Tripeptide gliala gliu phản ứng màu biểu đây. Đúng. Các dung dịch này đều không làm đổi màu quỷ tím. Sai. Lysine làm đổi màu quỷ tím chuyển thành màu xanh. 40. Hỗn hợp gồm các chất này có số mol bằng nhau. Hỗn hợp hợp X có thể tan hoàn toàn ở dung dịch bởi dung dịch nào sau đây? Thì để hòa tan được ấy, thì chắc chắn chúng ta phải có là HCl rồi. Tại vì HCl thì nó sẽ hòa tan Fe2O3 tạo thành Fe3 cộng nhá. Thì số mol bằng nhau, anh này là 1 mol, anh này 1 mol, HCl chắc chắn hòa tan nhôm 3 cộng rồi. Thì Fe3 cộng nó sẽ là 2 mol. Nó cộng với lại Cu để tạo thành là Fe2 cộng cộng Cu2 cộng thì đúng tỷ lệ luôn. Đúng chưa? Vậy thì để hòa tan nó phải là HCl nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 41. Hệ số polymer hóa của P CH2 CH2 đây ạ. Tất cả K lần. Vậy là 3472 chia cho cụm bên trong này 28. 3472 chia 28 bao nhiêu? 3472 chia đấy, chuông gọi đi học rồi đấy. 124 đáp án đúng đáp án A. Đấy, chuông gọi đi dạy rồi. Mau lên đi các em ạ, chuông gọi thầy đi dạy rồi. 42. Khi tử phân đến cùng tinh bột trong dịch axit vô cơ loãng, sản phẩm thu được là, thì sản phẩm thu được là glucose. D. Các bạn chẳng thương thầy gì. Comment đáp án nhanh lên nào. Comment đáp án nhanh lên nào. Chuông gọi thầy đi dạy rồi. Chuông gọi thầy đi dạy rồi. Câu 43. Ở điều kiện thường, chất nào so với tác dụng BR2 tạo thành kết tủa màu trắng thì nó là gì? Anilin. 44. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? Polyvinyl chloruro trùng hợp. 45. Polymer nào sau đây cấu trúc mạch nhánh amylopectin? B. 46. Monomer dùng để điều chế polymethylmethacrylate là methylmethacrylate C. 47 ạ. 47 đáp án gì ạ? Cho các polymer tổng hợp. Polymer tổng hợp. Bỏ tinh bột đi. Đúng chưa? Bỏ cao su thiên nhiên đi. Đúng chưa? Polyethylene là 1. Visco là bán tổng hợp. Polyvinyl chloruro là 2, nylon 6,6 là 3, polyethylene terephthalate là 4, 4 cháu, đáp án đúng đáp án gì? 48. Khi cháy acetylene tỏa ra nhiều nhiệt, công thức của acetylene C2H2, D. 49, công thức của tripalmitin. 49 ạ. Cái gì sót? Sót cái gì? Sót đâu? Trong các polymer trên số polymer tổng hợp, ethylene là 1, vinyl chloruro là 2, nylon 6,6 là 3, polyethylene terephthalate là 4. 4 mà. 4 mà em. 4 mà. Đâu ni lông đâu? Thì tô là ni lông 6,6 mà. 47 mà đáp án C mà. Úi giời ơi. Đủ mà. 49. Công thức của tripalmitin. C15H31CO tất cả 3 lần C3H5. Đáp án đúng đáp án A. 50. Số nhóm chức COH trong alanin. Alanin nó có một nhóm chức COH thôi. 51. Chất không thủy phân trong môi trường axit thì nó là monosaccharide glucose nhá. Câu 52. Điện phân nóng chảy chất nào sau đây để điều chế kim loại canxi thì nó là mình điện phân nóng chảy anh gì ạ? Anh CaCl2. 53. Sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây luôn giải phóng khí H2 thì tác dụng H2 bốn loãng. 54. Chất X có cấu tạo tên gọi của X là metin propionate nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Bò. 55. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra mòn hóa học, có nghĩa chỉ xảy ra phản ứng thôi. Mg trong dung dịch khí, trong bình lượng khí O2, Mg cộng O2 tạo thành MgO.
năm sáu trong số các ion sau, ion có tính hỗ xạ yếu nhất là ion mà có tính khử mạnh nhất. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, đúng chưa? ZN. Câu 57, ở nhiệt độ thường dung dịch H2O3 đặc chứa trong bình thì chúng ta nhớ rằng là phải ăn cờ rút, được chưa? Phải ăn cờ rút nhé. Vậy là gì ạ? Vậy là thằng nào bị thụ động? Nhôm, nhôm bị thụ động nên là sử dụng điều chế, sử dụng chứa bằng bình nhôm. 58, nhiệt phân hoàn toàn FeNO3 hai lần ở nhiệt độ cao, chắc chắn chúng ta sẽ thu được là Fe2O3. 59, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo hay là bán tổng hợp thì nó là visco và acetat nhé. Đáp án đúng đáp án A. 60, ui dồi, còn 40 câu nữa thôi các em ơi. Tối nay được ăn cơm rồi. Tối nay được ăn cơm rồi. 40 câu nữa thôi. Tối nay được ăn cơm. Vui. 60, 60. 60. Like xong này nhá, thầy đi dạy óp. Dạy óp xong về mới được ăn cơm em. Khổ lắm, vất vả lắm. 60. Trong số các chất dưới đây, chất nào là glycine? Đáp án đúng đáp án C. Câu 61, chất bột X màu đen khả năng hấp phụ. Nó là than hoạt tính. 62. 62, kim loại nào sau đây không tan ở trong điều kiện thường? 62 ạ. Kim loại nào sau đây không tan trong điều kiện thường? Không tan trong nước, Al. 63. Thực hiện thí nghiệm thì chất X nó là CaC2. Tại vì là CaC2 cộng với H2O thì nó tạo thành là C2H2. CH2 tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì nó tạo thành C2Ag2, kết tổ màu vàng nhá. Đáp án đúng đáp án C. 64. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trùng ngưng, sai, trùng hợp. Trùng hợp styrene thu được polystyrene. Visco tơ tổng hợp, sai, tơ bán tổng hợp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 65. Polymer nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O? Thì nó là polyethylene, bởi vì nó là C, nó chỉ có C và H. Đấy, các bạn nhìn nhá. N lần. 66. Chất nào sau đây là tripeptide? Tripeptide được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid nhá. Đáp án đúng đáp án A. 67. Polymer nào trong dãy sau đây đều thuộc loại tơ nhân tạo? Visco và acetat. Visco và acetat A. 68. Kim loại X tác dụng H4 loãng sinh ra khí H2. Bỏ CO. Oxit của X bị H2 khử thành kim loại nhiệt độ cao, vậy nó phải đứng sau Al. Vậy bỏ hàng này. Đáp án đúng đáp án C. 69. Chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon nào? Thơm. Hydrocarbon thơm là nó phải chứa vòng benzen. Benzen. Úi xời ơi, 70 rồi. Cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong cái buổi live ngày hôm nay. Buổi live ngày hôm nay thì Minh live cho các bạn là 400 câu mục tiêu 8 cộng. Và thầy Minh đã live đến câu 370 rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, ủng hộ, comment. Đúng không ạ? Bởi vì cái việc mà các em comment nhiệt tình thì đấy chính là cái nguồn năng lượng để thầy Minh có thể live stream liên tục chiến đấu đến giờ. Câu 70. Công thức hóa học của tristerin C17H35CO tất cả 3 lần C35. D. 71. Chất nào dưới đây không phải chất điện ly? Ca5OH. 72. Chất nào dưới đây không tan trong nước ở điều kiện thường? Thì nó là tristerin, nó là chất béo. Chất béo thì không thể tan trong nước điều kiện thường được. 73. Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH? Thì không phản ứng được với dung dịch NaOH. Thì nó là thằng nào? Anilin. C6H5NH2 nó có tính bazơ mà. Làm sao mà tan được trong NaOH được? Đúng không ạ? Câu 74. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H4 loãng. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H4 loãng. Thế thì X không thể là Cu được, không thể Ag được. Y kim loại tác dụng với Fe3 cộng, thế thì nó không thể là Ag được. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Câu 75. Dãy các kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp nhiệt luyện? Nhiệt luyện thì không thể sử dụng để điều chế Na, Ca hay ZN được, với là Al được. Nhiệt luyện chỉ có thể là A. 676. Amin bậc 2, dimetinamin hoặc là etinmetinamin, C2H5NH CH3. 77. Loại polymer nào sau đây không chứa nguyên tử nitơ trong mạch polymer? Tơ olon là không chứa nitơ. Đúng không? Sai đấy. Olon có chứa nhá. Tơ nào? Lapsan. Lapsan là không chứa. Đây, lapsan là đi từ ethylene glycol và acid terephthalic. Lapsan là không chứa nhé các em nhé, cẩn thận toàn. 78. Số chất tham gia phản ứng trắng bạc: glucose là 1, sắt 0, sen 0, fructose là 2, tinh bột 0, hai cháo. Dễ. 79. 79 ạ. Cặp chất nào sau đây vừa tác dụng dịch HCl vừa tác dụng dung dịch AgNO3? Vừa tác dụng HCl nhé. Bỏ Cu, bỏ Ag. Bỏ Cu, đúng không ạ? ZN tác dụng HCl và tác dụng AgNO3. Đáp án đúng đáp án B. 80. Tơ nào sau đây tơ nhân tạo? Visco và acetat. D. 81. Polymer nào sau đây điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp? Đồng trùng hợp.
cao su bun AS, đồng trùng hợp buta 1,3DN và styren. 8 hại, chất nào sau đây phản ứng với dịch kiềm dư đun nóng tạo thành hai muối? Chỉ có thể là A cộng với NaOH thì tạo thành CH3COONa và C6H5ONa cộng với lại H2O các em nhé. Ok chưa ạ? Ấm luôn. 8 bạn. Ở nhiệt độ thường thì kim loại X. 8 bạn. Ở nhiệt độ thường kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm thì nó chỉ có thể là Al. Al thì không tan trong nước điều kiện thường nhưng mà tan trong dịch kiềm nhé. Cái gì? Cái gì đấy? Các bạn bảo gì? Xác làm sao ấy? Xác làm sao mà trắng bạc được? Xác không trắng bạc mà. Đúng không? Câu 84 ạ. Có nhá, bạn nào mà muốn coi lại thì các bạn có thể lên trên kèo to bé của thầy học hóa cùng thầy Minh Mili nhá. Full 84. Chất nào sau đây không phản ứng với CH là điều kiện thường thì nó là gliala, là không phản ứng được với CH là điều kiện thường. 85. Ô nhiễm không khí tạo mưa axit, hai khí nguyên nhân gây ô nhiễm không khí SO2 và NO2. 86. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh, metinamin. 87. Thủy phân hoàn toàn sen trong môi trường axit đặc nóng thu được chất nào sau đây thì thủy phân hoàn toàn sen thì mình thu được glucose nhá. 88. Glucose. 88. Chất X công thức phân tử C4H6O2, thủy phân X trong môi trường axit thu được anhít acetic. Và X chúng ta nó chỉ có thể là CH3COCH nối đôi CH2. 89. Ấy, ta có số mol HCl bằng số mol của amino acid bằng M muối trừ MX chia 36,5. Bấm máy tính bằng bao nhiêu? Bấm máy tính bằng bao nhiêu các em ơi? Mà muối 5,58. Mãi có bài tập 5,58. Full đầy mà em. Ta full đầy mà. Trừ 4,12 chia 36,5 bằng 0,04. Vậy số mol amino acid 0,4 phải phân tử khối là 4,12 chia EN 103. 103 căng đấy. 103 là anh nào? Mà phải alpha nhá. Thằng này không phải alpha. Đúng chưa? Nó phải là alpha là NH2 và CH cùng đính vào 1C. Anh này không phải alpha rồi. Anh này là 89 nên mình bấm thử anh này xem nào. 14 2 là 16. Cộng 12 cộng 1 là 13. Cộng CH5 là 29. Cộng CH là 45. Đúng 89 rồi. Đúng 103 rồi. B bò ấm luôn. B bò ấm luôn. Câu 90. Úi dồi, còn 10 câu nữa thôi. Ấm. 90. Chuẩn KPI luôn. Chuẩn KPI luôn các em ạ. Hạnh phúc quá. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Cẩn thận nhé, những chỗ này cẩn thận đi, không toàn. CU đừng không ăn được H24 đâu. Sai. 91. Polymer nào dưới đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Trùng hợp à? Polyethylene. 92. Số liên kết peptide 1, 2, 3. 3 cháu G. 93. Glycerol phản ứng hỗn hợp triester tối đa, đặt anh này là 1, anh này là 2, ta sẽ có 1 1 1 2 2 2, 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, 6 anh C ấm luôn. 94. X phân tử khối bằng 60, X phản ứng với NaOH đun nóng, X không tác dụng với X không thể là axit, bỏ axit. 60 thì mình nghĩ ngay đến nó cũng không thể lan côn được. Đúng chưa? Etin acetat hay là metin format HCOO CH3 phân tử khối 60 chọn luôn. À, etin acetat thì phân tử khối nó bằng 88 nhá. 93 bình thường, 93 xếp số mà. Đặt thằng này 1, đặt thằng này 2 cứ 1 1 1 2 2 2, 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Bạn nào không biết cái này phải lên YouTube của thầy xem nhá. 95 cho ra các chất. Số chất chúng ta phản ứng với nước brom. Nước brom này nó phải có nối đôi CC nhá. Nước brom nó phải có nối đôi CC. CH2 là 1, CH4 là 2. CH5H không được. 3 cháu, 4 cháu, 5 cháu. Benzen là không nhá. Vậy mình tổng cộng có 5 cháu. Đáp án đúng là đáp án C. 96. Công thức phân tử của saccharose C12H2O11B. 97. Sản phẩm hóa chất nào sau đây thu được glycerol, chất béo, tristerin. 98. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, X có nhiều trong quả nho chín, vậy X là glu. X glu. Khử X bằng H2Y sorbitol.
Vậy đáp án đúng đáp án này. 99. 99. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 là gì? Dimethylamin. CH3. NH. CH3. Đáp án đúng đáp án C. 100. Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Câu cuối cùng của buổi live ngày hôm nay. Câu số 100. Câu trả lời hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etin acetate và etin propionate thu được CO2. Thì chú ý rằng etin acetate và etin propionate nó đều là CN H2NO2, nên khi cháy nó đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O. Ta tìm được số mol CO2 là 15,68. 15,68 chia 22,4 bằng 0,7. Vậy số mol H2O cũng bằng 0,7. 0,7 mà nhân 18. 0,7 nhân 18 bằng 12,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. Xong rồi các em ơi. Ô là là. Chuẩn KPI luôn nhá. Chuẩn không cần chỉnh. KPI luôn. Quá xịn luôn. Quá xịn luôn. Chinh phục thử thách. Kèm thấy không? Thử thách đặt ra với thầy Minh là chinh phục 400 câu. Và thầy Minh đã làm được. Và thầy mình đã làm được. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi live từ đầu buổi đến giờ. Ướt hết áo rồi kìa. Ướt hết áo. Ướt hết tóc. Tóc rụng hết. Nước thì hết một bình, còn một cốc nước và một quả chuối. Ôi dồi ôi. Xong rồi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi live của thầy Minh. Vừa nãy có bạn bảo là xem lại đâu thì các bạn lên trên kênh YouTube của thầy nhá. Học hóa cùng thầy Minh Mialin. Các bạn xem lại được. Là mọi cái buổi live của thầy đăng ở trên đấy hết. Còn các bạn mà muốn lấy cái tài liệu thì các bạn lên fanpage Hóa học cùng thầy Minh Mialin. Học hóa cùng thầy Minh, đâu thầy Minh Mialin Hóa học nhá. Thì các bạn sẽ được thì các bạn sẽ lấy được cái file. Bởi vì là sách này bây giờ cháy hàng, không còn cuốn nào. Nhà thầy như còn 3 cuốn, nhưng mà chắc cũng không gửi cho các em đâu. 3 cuốn này thì giữ làm kỷ niệm thôi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi live ngày hôm nay của thầy Minh. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhé. Sáng mai chúng ta sẽ có buổi live vào lúc 5:15 nhá. Các bạn nhớ là follow đặt xem trước fanpage của thầy Minh và cái kênh TikTok của thầy Minh để không bị bỏ lỡ bất kỳ một buổi học nào. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Và không quên là chiều mai chúng ta cũng có buổi live nhé. Chiều mai chúng ta cũng có buổi live. Chiều mai chúng ta làm buổi mega live còn dài hơn hôm nay. Hôm nay là live khoảng một tầm hơn 3 tiếng. Ngày mai là live 6 tiếng cơ. Tức là mong muốn tất cả các bạn và các em đã theo dõi ủng hộ thầy Minh. Đúng rồi, sáng mai 5:15 sáng nhé. Ok ạ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào sáng mai nhé.